Nếu bạn là một người có tư tưởng cổ hủ, gia trưởng thì cuốn sách này không dành cho bạn, hoặc chỉ định dành riêng cho bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Đến với chuyên mục review sách ngày hôm nay á, thì trong đời giãn cách xã hội này, mình có đọc một quyển sách mà mang lại cho mình khá nhiều gợn sóng trong suy nghĩ. Đó là cuốn sách Yêu của tác giả Osho. Và mình nghĩ đây là một trong những cuốn sách mà tất cả mọi người nên đọc. Trước khi đi tiếp với video của mình thì sẽ là không liên quan nhưng mà cũng cực liên quan luôn, đó là nếu mà các bạn cảm thấy thích video của mình á thì đừng quên hãy like, share, nhất là đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này thì mình không có ép, vì mình ép cũng ép không có được. Mình chỉ nhắc sợ trường hợp mọi người quên thôi đó. Cảm nhận đầu tiên hả? Màu hồng. Khi mà mình up quyển sách này lên story á thì có bạn nói với mình là em không nghĩ anh sẽ chọn quyển sách này. Mình mới thắc mắc là vì sao em lại nghĩ như vậy? Vì sao bạn đó lại nghĩ như vậy? Thì bạn đó trả lời là vì trước những quyển sách mà mình up lên story á thường là chỉ là màu đơn sắc. Mình mới cười. Thật ra thì tiêu chí chọn một quyển sách của mình á không hẳn là nắm rõ nội dung rồi mới chọn. Vì nếu mà nắm quá rõ nội dung rồi thì cần gì đọc sách nữa phải không? Mà vì mình tò mò vào nội dung quyển sách và mình hy vọng vào những cái bài học mà tác giả truyền đạt được trong sách nên mình mới chọn sách. Chứ không phải là tiêu chí chọn quyển sách của mình là nằm ở trên bìa đâu. Giới thiệu đôi nét về tác giả ha. Tác giả Osho. Khác với những tác giả trước, trong những quyển sách trước mà mình đã đọc á, thì tác giả của chúng ta được cho là kẻ ngoại hạng, không thuộc bất cứ trường phái nào hết. Và ông được tờ Sunday Times của London cho là một trong 1.000 người kiến tạo của thế kỷ 20. Thú thật khi mà đọc xong phần mô tả thì không có động lại cho mình nhiều. Nhưng càng đọc về sau thì mình càng hiểu lý do vì sao mà tác giả được cho là kẻ ngoại hạng. Mà mình sẽ nói rõ cái lý do đó ở phần tiếp theo nha. Tiếp theo thì giới thiệu sơ sơ về quyển sách trước đi ha. Đây là quyển sách vừa tay đối với mình nhất. Kiểu khổ sách không quá to, sách không quá nặng. Cầm mang lại cảm giác rất là thoải mái, cầm đã lắm mọi người ơi. Bản thân mình á, thì không dám nói ở cái độ tuổi này mình có thể hiểu được 100% những gì trong sách ghi, chỉ là ráng hiểu thôi. Và trong quá trình mình đọc sách á, thì luôn có một cái gì đó thôi thúc mình phải tách mình ra khỏi đám đông, chọn một góc tối để mà nghiệm những dòng trong sách. Cái nghiệm này á, thì nó khác lắm cái mà phải thật tập trung như dành cho cuốn Tư duy nhanh và chậm. Cái nghiệm ở đây á, là dùng tâm nhiều hơn là dùng trí. Trước khi đi tiếp với phần review quyển sách thì nếu bạn là một người có tư tưởng cổ hủ, gia trưởng thì cuốn sách này không dành cho bạn, hoặc chỉ định dành riêng cho bạn. Vì sao ạ? Vì tác giả có cách tiếp cận người đọc rất là khác, rất là lạ so với tất cả những gì mà chúng ta đã được giáo dục. Theo mình á, thì đó cũng là lý do vì sao mà tác giả được miêu tả là kẻ ngoại hạng. Từ lâu rồi, song hành với câu hỏi hạnh phúc là gì thì tình yêu là gì cũng là một câu hỏi mang lại cực nhiều sự hứng thú đối với tất cả mọi người. Vậy thì theo mọi người, tình yêu là gì? Tình yêu là gì? Người ta nói nhiều về tình yêu. Tình yêu được nhắc đến trong các bộ phim, trong những câu chuyện kể, trong các ca khúc, các chương trình truyền hình, radio, tạp chí. Thậm chí, nhiều người còn làm công việc hỗ trợ người khác hiểu tình yêu là gì. Nhưng tình yêu vẫn là một hiện tượng bí ẩn. Và thế nào là yêu trong tỉnh thức, gắn bó trong niềm tin và being in love? Bạn nghĩ cuốn sách đơn thuần chỉ nói về tình yêu đôi lứa thôi không? Không hẳn đâu. Cuốn sách đi từ căn nguyên của tình yêu, cách chúng ta được tình yêu của các đứng xưng thành đón vào đời, cách chúng ta hình thành tình yêu từ cách yêu của ba mẹ, và cách chúng ta tận hưởng sự cô độc và cái gọi là tỉnh thức trong tình yêu. Không biết thì các bạn chọn đọc sách á, từ những trang đầu các bạn có cảm nghĩ gì ha? Hãy lưu ý lại và comment phía bên dưới xem các bạn có cảm nghĩ giống mình không nha. Chứ từ những trang đầu của quyển sách á, mình đã bị khá là sốc. Có ai nói với các bạn á, là quá trình trưởng thành không đau đớn như tất cả chúng ta từng nghĩ không? Có ai nói với bạn á, là tất cả chúng ta được giáo dục sai cách để nghĩ quá trình trưởng thành là hàm chứa nhiều sự đau đớn không? Chính tác giả đã nói trong quyển sách đó. Tác giả Osho cũng đưa cái nhìn thẳng thắn của mình vào cái xã hội thực tại mà tất cả chúng ta đang sống. Xã hội mà chúng ta đang sống á, thì phân chia chúng ta làm hai phần. Phần giả thì được tôn kính vì nó do xã hội tạo ra. Phần thật thì bị chối bỏ.
do nó đến từ tự nhiên. Đó theo mình cũng là cái lý do mà tác giả đề cập đến sự cô độc. Rồi sự thật về cách mà ba mẹ ảnh hưởng đến chúng ta, từ cách yêu cho đến nỗi sợ. Quan điểm vợ chồng thì phải luôn hòa hợp, tôn thờ, tôn kính sự vĩnh cửu của tình yêu và các cuộc hôn nhân. Tất cả bị tác giả bọc trần và lên án. Đặc biệt, đáng lẽ mình không nên tiết lộ, nhưng vì mình cực ấn tượng cái chi tiết này nên xin lỗi, mình phải nói ra. Là trong sách có đoạn ví xã hội mà tất cả chúng ta đang sống á, như một cái tử cung lớn. Mình xin phép nói thay suy nghĩ của một số bạn nha. Ủa, sao mà bọc trực vậy? Không đâu, mình lại thấy nó hợp lý đấy. Một ngày nào đó, trong 9 tháng trời mang nặng đẻ đau của người mẹ, bạn được sinh ra, bạn bước ra khỏi tử cung của người mẹ. Rồi, một ngày nào đó, bạn cũng bước ra khỏi một cái tử cung khác, một cái tử cung lớn hơn, mang tên gia đình, để đi tới trường học. Nhưng, tự sâu trong lòng, bạn vẫn là đứa trẻ, bạn vẫn ở trong lớp tử cung. Hết lớp tử cung này, tới lớp tử cung khác. Và bạn phải thoát ra khỏi cái tử cung đó. Mình cực thích cái chi tiết ví này của tác giả luôn. Và khi nhắc tới yêu, đi kèm với nó là khía cạnh tình dục. Ở châu Á thì cái tư tưởng về tình dục á, thì luôn được các bậc phụ huynh cố tình lờ nó đi với con cái của mình. Một phần vì khó mở lời, phần vì ngại. Và với mình, con cái chiều ngược lại cũng khó mở lời để nói về vấn đề này với ba mẹ của mình, cũng vì xấu hổ và ngại. Và khía cạnh tình dục là khía cạnh không thể thiếu, không nên thiếu trong quyển sách này. Nhưng mọi người yên tâm đi, tác giả Osho đề cập tới khía cạnh này không quá thô, không dung tục, vừa đủ mà lại nghệ. Chi tiết là mình ấn tượng là bạn không thể luôn đè nén khía cạnh này. Chỉ khi mà bạn hiểu đúng về tình dục thì nó mới không thô. Nó là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống. Nó là nhu cầu cơ bản nhất trong tháp Maslow luôn. Vì hiện giờ bạn trẻ khỏe, bạn có thể lãng tránh tình dục, nhưng nó chỉ bị kiềm chế. Khi mà bạn già đi rồi á, bạn không đủ sức kiềm hãm nó nữa thì nó bung ra. Kiểu trẻ không chơi, già đủ đốm ấy. Nhưng mà chơi ở đây á, không phải là ăn chơi chát tán nha mọi người. Chơi ở đây á, vẫn là hiểu đúng chứ cái đã. Hiểu đúng thì tình dục sẽ không thô. Khi mà nhắc tới tình yêu á, thì ta luôn có suy nghĩ á, là phải có hai người thì mới gọi là tình yêu được chứ phải không? Nhưng cuốn yêu còn mang đến một cái khía cạnh khác cho tất cả chúng ta luôn. Đó là bạn phải làm quen với sự cô đơn. Bạn phải trải nghiệm nó, cảm nhận nó, ôm lấy nó. Cũng như mình có làm một cái video tương tự, một mình không đồng nghĩa với cô đơn á, thì khi mà bạn hạnh phúc khi ở một mình rồi á, thì bạn mới có thể thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh một ai khác mà thôi. Và song hành với sự cô đơn, cô độc, tình yêu, tự do là thiền. Mình có cảm giác như á, ngoài cụm từ tình yêu ra á, thì thiền là từ mà tác giả đề cập nhiều nhất trong sách. Và theo tiếng nói của tất cả những người trẻ như chúng ta á, thì luôn coi nhẹ việc thiền, phải không? Theo mình đọc sách thấy á, thì thiền không nhất thiết là bạn phải trải một cái tấm thảm yoga ra, ngồi thẳng lưng trong một thời gian lâu dài. Thiền chỉ đơn giản là nghỉ ngơi, không làm gì cả và thư giãn thôi. Và trong tất cả chúng ta, ai cũng nghĩ là khi mà yêu ai đó rồi thì chúng ta sẽ đánh mất đi sự tự do của mình, đúng không? Không phải một thứ như mặt trăng, một thứ như mặt trời đâu mọi người ơi. Tình yêu và sự tự do phải luôn song hành với nhau. Khi mà yêu một ai đó rồi á, thì bạn hãy nói cho đối phương biết là bạn không bán sự tự do của mình. Và ở những chương gần cuối của quyển sách á, thì tác giả một lần nữa lại làm mình rất là thích luôn. Khi mà ông bày ra những cái chiêu, những cái recommend cho những cái cặp đôi đang yêu nhau có thể trưởng thành hơn, tỉnh thức hơn trong tình yêu. Và đó là tất cả những gì mình có thể nói trong phần review của cuốn sách Yêu của tác giả Osho. Đương nhiên thì mình khá là tâm đắc với quyển sách này, nên là trong tương lai gần mình sẽ ra thêm một vài video liên quan tới cuốn sách này nữa. Mong rằng các bạn sẽ thích video này của mình và cùng đón chờ những video khác của mình nha. Nếu mà thích video này của mình thì hãy like, share để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kanchiki, các bạn có thể để lại tin nhắn hoặc là comment trực tiếp phía bên dưới về cảm nhận của các bạn sau khi xem hết clip này, cũng như là chủ đề mà các bạn mong muốn mình thực hiện. Mình sẽ note lại và mình rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem hết clip của mình nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha.
những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.